trò chuyện nhé. Giờ anh xem bài của em. Cái đầu tiên thì hoan nghênh em mà có tinh thần làm bài này. Em chọn cái concept này. Ok, cũng có một số bạn chọn cái bài này. Nhưng bài này bài này em phân tích sếp rồi sếp này rồi hình dáng tổng thể và độ tương phản và màu. Thì ok, có một số cái thì khá là ổn. Ví dụ như là cái sếp này, ok em lấy cái ok này. Hai cái sếp này cũng được. Cái này ở bên trong mình dễ rồi. Có một cái điều mà anh muốn lưu ý với em khi mà em chọn cái sếp ấy, thì thường là có thể như khi mà người ta vẽ concept thì người ta vẽ hơi phóng tay một tí, cho nên là cái sếp của người ta không chỉn chu lắm, tại vì người ta đang đang không phải trong cái giai đoạn gọi là tinh chỉnh nhiều. Cho nên là cái vấn đề để tạo ra một cái sếp mà mình nhìn của người ta làm sao để biết được là chỗ nào của người ta tốt, chỗ nào của người ta chưa tốt. Thì có một cái rất là căn bản đây là em phải nhìn vào cái đường hướng chuyển động của cái sếp đấy. Thì cái đường hướng chuyển động nghĩa là sao? Ví dụ như bây giờ khi em có một hình tròn, đúng không? Nhưng mà cái hình tròn đây ví dụ như là quả bóng đi. Ví dụ như là quả bóng đá đi, nhưng mà khi mà cái quả bóng này nó chuyển động á, thì thường trong truyện tranh hoặc là trong hoạt hình thì người ta sẽ vẽ cường điệu lên. Người ta sẽ vẽ cường điệu lên, ví dụ như quả bóng nó đi từ điểm A ở đây và nó đi về và nó đi rất là nhanh về điểm B ở đây, nó lao rất nhanh về điểm B ở đây, thì cái quả bóng đấy trong quá trình di chuyển của nó thì quả bóng ấy nó sẽ bị nén giãn ra như này. Đúng không? Ví dụ trong nếu mà em đã có đọc Zindo và đọc những cái chuyện về bóng đá hoặc là xem một số cái hoạt hình, có thể như là nó không phải có bóng hoặc là nó là bất kỳ một thứ gì đấy, khi mà nó chuyển động nó sẽ khuỳnh dáng khác đi so với lúc nó tĩnh. Và cái có bóng là cái xếp tròn đúng không, là cái dễ dàng nhất để mà mình có thể nhìn ra là khi mà nó chuyển động thì nó sẽ chuyển động, nó sẽ bị kéo giãn ra theo cái hướng chuyển động của nó. Ví dụ như có bóng ở đây nó có cái nó bị ném giãn ra như này thì mình có thể cảm giác là nó có thể chuyển động tới cái phương này, theo phương này đó, mình nhìn thấy cái phương chuyển động của nó, còn về cái hướng nào thì mình chưa chắc chắn, nhưng mà mình có thể nhìn ra cái phương chuyển động của nó. Còn cái quả bóng lúc mà đứng im á, thì nó có hình tròn đây rồi, nó không chuyển động gì cả. Cho nên là cái shape khi mà em vẽ mà để nó thú vị hơn á, thì cần phải có thêm yếu tố nữa, đấy là cái shape đấy nó phải có đường hướng chuyển động. Giống như hai cái này là khá là ok, cái này cũng ok này, tại vì nó có hướng chuyển động này. Đúng không? Hướng chuyển động đấy, em lấy hai cái shape này. Đúng không? Hướng chuyển động tại vì sao? Tại vì là cái tâm vụ nổ là ở dưới này và nó có cái đường hướng chuyển động là bắn trên. Đó, nó có những cái khói và những cái viên đá nó bắn lên trên đó, thì nó sẽ có cái đường hướng chuyển động. Thì khi mình vẽ cái khói đấy thì cái khói đấy nó có đều có đường hướng chuyển động, nó có direction, nó hướng lên trên là ok. Đó. Tuy nhiên nếu mà xét kỹ hơn một chút về cái mặt design shape ấy, thì cái shape mà em trích ra ở đây có vẻ như là không ổn lắm. Cái điểm không ổn là cái đường hướng chuyển động thì ok rồi nhé, mà mình vừa phân tích xong ok rồi. Tuy nhiên cái phần có một số cái ở đây chưa ổn lắm, ví dụ như là cái độ dày của cái này, độ dày của cái phần này hơi mỏng. Nếu như mà là anh á, thì anh sẽ đẩy cái này, đường này nó dày hơn, cho cái phần bên này nó dày hơn, nó dày hơn đây này, nó tăng cái sức tương phản, nó tăng cho nó rõ nét này. Còn cái này của mình độ tương phản chưa được rõ lắm, mà rồi có rồi đấy, cái này dày rồi, cái này mỏng rồi có rồi đấy, nhưng mà nó chưa thực sự là khác biệt hẳn. Rồi mình muốn tạo ra một sự khác biệt hoàn toàn thì phần này mình sẽ đẩy thật dày lên. Đó. Còn nếu mà mình đẩy thì mình tiện cái này mỏng bớt đi thì nó lại không ổn, tại vì là hai cái này nó đều mỏng. Nếu đẩy một cái bên này thật dày lên thì cái xếp này mình nhìn nó sẽ vững hơn. Thì cái đầu tiên khi mình study mình phải xem là cái xếp đấy của người ta vẽ ra nó có đường hướng chuyển động hay không.
cái set ở đây thì cái đường hướng chuyển động nó khá là rõ rồi, tại vì nó là cái đường thẳng, nó là cái đường thẳng. Tuy nhiên cái khi mà để mà muốn tốt hơn ấy, thì mình cần phải cho người xem biết được là cái phương chuyển động là phương thẳng nhưng mà đi theo chiều hướng nào. Ví dụ mình nhìn đây mình có thể là nghĩ là nó đi theo chiều hướng đi lên được hoặc là nó đi xuống cũng được, chả ai cãi lại được cả. Ví dụ tôi bảo đi lên thì okay, đi lên thì là đi lên, không có một cái lý do nào để phản bác lại được là tại sao lại đi lên. Giờ mình muốn cái xếp này nó tốt hơn ấy. Dù mình phân tích của người ta thì phân tích xong rồi, nhưng mà mình nếu mình muốn làm cái xếp này nó tốt hơn thì mình cần phải có thêm một số cái yếu tố để dẫn cái mắt của người xem đi theo hướng mình muốn. Thì trong cái effect này á, thì cái ý của người ta là cái tia sét này nó đánh xuống, khi mà đánh xuống nó chạm mặt đất thì mặt đất sẽ nổ ra. Thì nó có hai cái giai đoạn đó. Thì cái tia sét này là cái tia sét đánh xuống, thì mình nên dẫn mắt người xem thêm một số những cái shape nó hướng xuống như thế này. Nó có một cái chiều hướng đi xuống. Rồi ví dụ cái mũi tên chỉ xuống thì mình có thể cách điệu thành như này đó. Để mình có thể dẫn mắt người xem là đi theo trường đi xuống. Còn cái việc mà mình study, mình thích, mình lấy cái shape của người ta ra là ok rồi, không không có việc đấy, là quá đơn giản rồi, không có gì về bàn cãi đây cả. Tuy nhiên cái mấu chốt ở đây là cái đường hướng chuyển động với shape nhé. Đó, tức là cái shape khi mà em vẽ ra em phải trả lời câu hỏi là cái shape đấy nó di chuyển theo hướng nào. Nó phải di chuyển theo hướng nào. Ví dụ như cái này của em là đi theo phương thẳng đứng rồi, ok, nhưng mà nó đi lên hay đi xuống thì em phải có thêm một cái gì đấy gợi ý cho người xem để người ta biết được là cái effect này đi lên đi xuống. Mặc dù là trong khi mình làm chuyển động đó, mình sẽ làm cái chuyển động cái tia sét này nó đi xuống thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên khi về cái mặt là study theo của người ta là mình vẽ concept là 2D là tĩnh. À, tính thì mình nên có thêm một số yếu tố nào đấy, và ví dụ như là những cái effect như kiểu là set này chẳng hạn thì nó chỉ xuất hiện đâu đây khoảng 1-2 frame thôi, cùng lắm là có thể là 1 frame hoặc là 2 frame gì đấy, hoặc là lên 3 frame sau đó thì mở dần đi. Thì mình làm cái set nó càng tốt thì càng đỡ cho mình công việc sau này. Ví dụ như cái trong cái concept này của người ta thì ta vẽ khá là ổn ở cái phần là có cái đường hướng chuyển động. Còn cái đường nhọn ở đây này, cái đường nhọn ở đây là định hướng mắt người xem là hướng lên trên này. Đó, cái chóp nhọn ở đây cũng là định hướng mắt người xem hướng lên trên này, và hướng về tâm, đồng thời hướng về tâm, cái này cũng hướng về tâm. Đó, tất cả cái shape của người ta đều có đường hướng chuyển động hết, đều có hướng chuyển động hết. Thì khi mình nhìn thấy mình sẽ cảm nhận được cái đường chuyển động, cảm nhận được cái vụ nổ này nó có cái lực của nó có lực sát thương của nó, đồng thời cái có cái khói bung ra. Thì là cái khói bung ra ở đây thì anh thấy nó hơi thừa, nhưng mà thôi người ta đã vẽ rồi thì mình cứ xa đi theo cũng được, cũng không không thừa. Ok, vậy em lấy cái set này ra thì ok rồi. Ngoài ra thì còn góp ý thêm em một chút về cái phần perspective ở đây thì nó là cái hình hemisphere nhé. Nó là cái hình hemisphere, hình bán cầu ạ. Chứ nó không bóp dẹt như này. Tại vì cái phần concept này của người ta thì người ta tránh cái việc là người ta vẽ cái đám khói ở đây quá to để che mất đi cái chi tiết ở bên trong. Chứ còn đúng thực ra cái kiểu mà đánh cái xét nó đánh từ trên xuống dưới theo phương thẳng đứng như này thì cái bán kính nổ nó sẽ hình tròn. Bán kính nổ nó sẽ hình tròn và cái khói khi mà được bung ra từ cái bán kính này nó sẽ bung ra theo hình tròn, hình khối cầu như này. Thì nó là hình hemisphere chứ nó không phải là hình bóp. Cái này của em là em đã bị bóp lại. Thì cái này không chính xác lắm. Này cái vụ nổ của nó là phải là hình tròn. Cái này người ta vẽ concept như này thực ra không chính xác lắm, không chính xác lắm. Và khi một khi đã có vụ nổ bung ra rồi vụ nổ bung ra từ tâm rồi thì các cái khói nó sẽ bung ra
bằng tốc độ bằng gần như bằng nhau. Cái khoái nó bung ra từ tâm này, khoái nó bung ra từ tâm này. Đó, tốc độ gần như bằng nhau, nhưng ở đây cụ khoái này thì hai cụ khoái này thì bung ra gần như bằng nhau nhưng ở giữa lại không có gì. Thì cái concept này của người ta thì anh đoán là người ta vẽ theo mặt, vẽ theo mặt chính diện, vẽ theo mặt chính diện, cho nên người ta không không muốn vẽ thêm cái lùm khói vào đây để che mất đi cái chi tiết bên trong, nên thành ra là cái concept này chưa được hoàn 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 chỉnh lắm, chưa được perfect lắm. Thôi dù sao thì đã lấy để làm study rồi thì cũng được. Cái chóp nhỏ ở đây thì cũng làm cho mắt người xem cảm nhận được là cái vụ nổ nó đang bắn lên này, nó có đường hướng chuyển động này. Đó. Thì khi mà em phân tích hoặc khi mà em làm một cái effect nào đấy, thì từ việc mà mình study đến việc mà mình làm một cái effect trong game á, thì mình cần phải play từng frame một. Thì khi mình xem từng frame một của cái effect của mình á, tức là mình không cần phải xem ví dụ như cái frame này nó đã có đủ những cái đường mà mình muốn chưa. Ví dụ như khi em làm một vụ nổ mà cái frame đẹp nhất của cái vụ nổ đấy mà nó lại thiếu đi những cái shape nhỏ như này thì cái vụ nổ đấy nó không được hay ho cho lắm, nó không được xịn sò cho lắm. Thường thì vụ nổ thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái tia tia giống như này để định hướng mắt người xem. Còn tất nhiên là trong trong ngoài đời thực tế thì những cái vụ nổ nó không có những cái này, nó chỉ có những cái tia à, có những cái mảnh sắt đá nó bắn ra ngoài thôi. À, còn cái việc tiếp theo đấy là em phân tích về độ tương phản. Cái độ tương phản này thì nó khá là linh hoạt tại vì nó còn phụ thuộc vào background nữa. Trong game thì không phải lúc nào nó cũng có một cái mảng đen như này, không phải lúc nào nó cũng có một cái mảng xám như này, thường thì nó sẽ có các mảng đan xen vào nhau. Nhưng mà thường ấy, nếu như một cái game nào mà có art director xịn sò thì người ta sẽ cố gắng người ta làm cho cái background game nó ở cái mức độ gọi là bằng với cái độ tương phản xám xám tầm này để cho cái effect và nhân vật nó nổi lên được. Người ta hạn chế người ta làm background sáng quá, nhưng background sáng quá thì nó khó để mà nổi nó cái effect lên. Đó, nếu mà game nào mà có art director mà xịn thì người ta sẽ tính trước cả cái chuyện này nữa, tính cả về cái độ tương phản của background so với cả cái effect. Thì ok, tách độ tương phản như này thì lấy ra thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì em cần phải hiểu được là làm thế nào để áp dụng nó vào trong trong cái công việc thực tế của mình. Ví dụ như khi em làm cái effect ở trong Unity đi. Trong Unity thì khi em làm cái effect thì em cần phải đưa cái effect đấy vào đúng cái tức em phải import cả cái background trong game vào đây để em nhìn xem cái effect của em áp lên cho background có ổn hay không. Sau đấy khi em dừng lại ở cái frame mà đẹp nhất của cái vụ nổ, em dùng snipping tool, em dùng dùng cái tool này, snipping tool này, cái này của Windows, dùng cái tool này. Sau đó thì em đây ví dụ em capture lại cái này, sau đó thì mở Photoshop lên rồi Control V paste vào, không cần phải xếp đâu nhé, không cần phải xếp ra ngoài, chỉ cần chụp màn hình lại. Sau đấy thì mở Photoshop lên, bấm Ctrl N tạo document mới, sau đây paste vào nhé. Xong Ctrl N thì nó sẽ có đúng chiều cao chiều rộng của cái ảnh mà mình vừa chụp xong, bấm tạo này, mình tạo xong bấm Ctrl V nó tự paste vào đây mà mình không cần phải xếp ra ngoài. Và khi mà đưa vào trong Photoshop rồi thì mình chuyển sang đen trắng. Đó, mình chuyển sang đen trắng này thì cái lúc mà mình chuyển sang đen trắng là lúc mà mình kiểm tra xem độ đậm nhạt của effect của mình là có ok không so với cả cái background.
thì cái công việc này không những phải test về animation, không những phải test về màu sắc mà còn phải test về cái sắc độ trong game nữa. Cả khi mà em làm trong Unity ấy, khi mà em làm trong Unity, ví dụ như khi em làm trong Unity thì em capture lại cái effect đấy của em, sau đây thì em paste vào trong Photoshop và đổ sang đen trắng để em kiểm tra lại độ nhạt. Như thế thì làm thế thì nó mới mình test thế thì nó mới chuẩn. Hoặc ít ra thì mình làm nó tới nơi tới chốn chứ nó cũng không đến nỗi gọi là xuề xòa. Còn khi nào mà em quen với việc chọn màu rồi thì mình có thể bỏ qua cái bước này đi. Tuy nhiên thì nếu mà để cẩn thận và chắc chắn thì mình vẫn nên có thêm cái bước là đổi sang đen trắng để mình kiểm tra. Về phần chọn màu thì chọn màu này có vẻ không ổn lắm, màu đang bị cấn ở đây. Nhưng không sao, nghĩ là mấy cái màu này thì cũng được thôi, không vấn đề gì. Nhưng có cái màu này đấy không cần thiết lắm, cái màu màu với khói này, màu khói đây không cần thiết lắm, màu này, màu này với khói này tâm trong rồi. Ok. Màu không quan trọng lắm, màu pick được mỗi màu này thôi. Tiếp theo là mấy bài về shape study không? Shape study dày màu này, ngắn dài, ngắn dài độ tương phản với ngắn dài nhé. Ví dụ như là cái cách để mà mình tính xem là ngắn dài như nào thì mình ví dụ như là mình tính từ ba cái đỉnh nhọn này đi, ba cái chóp nhọn này, ba cái chóp nhọn này thì cái chóp nhọn này là cái dài nhất, cái dài nhất và hai cái ở hai bên thì lại bằng nhau. Tính từ cái gốc của cái điểm dài nhất ở đây, cái gốc của cái điểm dài nhất ở đây cắt ra thì hai cái hai bên là đang gần như bằng nhau. Đó, hai cái hai bên là gần như bằng nhau. Để nó tốt hơn thì cái phần này mình sẽ cho nó thể nó cho nó dài ra như này. Đó, tăng độ tương phản lên. Cái này là cái dài nhất này, cái này là cái dài nhì, cái này là cái dài mép này, ba cái. Mình tránh cái việc là vẽ đối xứng, vẽ đối xứng là không tốt đâu. Chia làm đôi ở đây ra thì phần này là đối xứng này, hai bên này là đối xứng với nhau này, hai cái chóp hai bên này đang đối xứng với nhau qua cái tâm này, nhìn là thấy đối xứng rồi. Cái phần này mình sẽ cho nó dài ra, nếu không thì mình thích thì mình cho cái phần bên trong này nó dài ra cũng được mà, không nên để bằng nhau này. Cái bên này cũng vậy, đang gần như bằng nhau, ngắn dài, ngắn dài thì làm cho nó tách biệt hẳn, rõ hẳn ngắn dài nha. Cái này là ngắn này, cái này là dài này, được chưa? Cái này là ngắn này, cái này là dài này, đó, được chưa? Ngắn dài như vậy khác nhau, thẳng và cong cơ. Này cũng được. Small medium, small medium. Cái này có vẻ như là thiên về dày mỏng hơn, thiên về độ dày mỏng hơn là về kích thước. Cái này thì đúng, cái này thì đúng.
Cái này thì giải thiên về độ dày mỏng hơn. Bất đối xứng. Cái này bất đối xứng. Thì cái này cho xin dừng. Okay, spicy. Này spacing đang bằng nhau. Đang bằng nhau em thấy em để ý đấy nhá, là cái phần màu đen này. Cái vệt màu đen này và cái phần màu trắng này nó đang bằng nhau. Đúng không? Cái khoảng màu trắng này và cái khoảng màu đen nằm ngay gần kề nhau này, nó bằng nhau. Nó có chiều rộng bằng nhau. Mình tránh cái việc này nhé, mình có thể vẽ thành thế này, mình sửa luôn trong này, được sửa luôn Photoshop nó dễ nhé. Spacing spacing nếu như mình không muốn cái phần này bằng nhau thì phần này có thể đẩy cho nó dày hơn. Cái phần chiều dày của cái phần đen này và chiều dày của cái phần trắng này đang gần như bằng nhau. Cái này mình đẩy cái này ra xa hơn tí. Đẩy cái này ra xa hơn. Tăng độ tương phản này. Positive và negative space. À, cái phần này đang bị bằng nhau. Khi mình vẽ ra những cái hình ở bên trong cái phần negative space, mình thấy nó bằng nhau thì mình phải sửa nhé. Ba cái hình này gần như bằng nhau này thì cái này mình phải sửa. À, ví dụ mình sẽ phải cho một cái to to ra và một cái bé lại. Ví dụ như là bên trong cái negative space là cái hình này, hình bên trong negative space là hình này, đó. Thì bây giờ mình nhìn thấy là ba cái hình này gần như bằng nhau, thì cái phần khi mà mình làm việc với cả negative space là mình phải tránh cái điều này nhé. Thì mấu chốt của mọi vấn đề là mình phải làm sao tăng sự tương phản lên, tại vì cái phần này mình đang bị bằng nhau quá, cái phần negative space đây đang bị bằng nhau. Thì tùy ý thôi, mình chọn một cái để mình scale lại rồi mình chọn một cái để scale to ra. Ví dụ như ở đây anh scale cái này to ra đó, và scale cái này nhỏ lại thì cái phần này giữ nguyên. Rồi, khi anh scale cái này to ra thì cái phần này anh phải tẩy bớt đi và đẩy cái phần negative space đây cho lên cao hơn tí thử nhé. Đây dùng mouse tool cho dễ. Đấy thì cái phần đây anh cho nó đấy, phần negative space đây cho nó lên mình cần có cái điểm neo đây luôn, cho cái điểm neo ở đây.
tăng sự tương phản lên, chọn một cái để scale to ra, cái này scale bé lại, cái này giữ nguyên, tăng sự tương phản lên thôi. Cái mài này khá quan trọng nên nên luyện thường xuyên. Small medium large. Negative space. Được. Tuy nhiên cái hình này đang bị bằng nhau. CV đang bị bằng nhau. Cái này cái đầu tiên này nên scale down xuống tí. Scale xuống tí, nó chỉ tầm đến tầm này thôi. Đó, nó tầm tầm này là ok rồi. Cái này là small, cái này medium, cái này là large. Nhưng cái này chưa chưa small lắm, cái này phải giảm xuống nữa. Giảm xuống nữa thì nó mới mới đủ bé. Này đang hơi bị tranh chấp với cả cái thằng thứ hai này. Thằng 1, thằng 2 đang bị tranh chấp nhau. Ok, tốt, cái này có đường chuyển động khá là tốt này. Đường chuyển động. Nếu như mà nó đã lên được đến cái độ cao này rồi và nó bung được cái effect to ra như này rồi mà cái phần mặt đất mình vẫn để nó dày như vậy, nó tức là mắt người xem bị hơi bị phân tán về đây một tí, tức là hơi hơi bị ngả phân tán về đây một tí. Nếu mà mình tức là phần này mình có thể mạnh dạn mình bỏ bớt đi hoặc là mình vẽ nó mỏng lại để mắt để xem người ta tập trung vào cái phần này hơn. Phần này tập trung vào cái phần nhiều chi tiết hơn thì sẽ tốt hơn cho mắt người xem, tại vì người ta không không phải người ta không phải phân tâm. Tự nhiên có cái gì đây khiến người ta nhìn cả về đây nữa. Trong khi người ta nhìn về đây thì cái phần ngon nhất mình muốn cho người ta xem thì người ta lại không xem kịp. Nên là cái phần phần này thì có thể là thôi mình bỏ. Bỏ được thì tốt. Là khi mà nó lên được đến tầm cao này rồi và nó bung cả cái effect này ra rồi thì cái phần năng lượng nó dồn đây rất là lớn. Phần năng lượng đây nó dồn đây khá lớn, cho nên là cái phần đây phần năng lượng nó dư lại đây thì thôi không nên để nó lại đây nữa. Nên bỏ đi thì tốt hơn. Đoạn này hơi vụn, cái phần em đực ở trong này hơi hơi vụn quá. Nó bị lõm quá, ở trong này bị lõm quá, lõm này không được tự nhiên lắm, tại vì bây giờ cả cái nguồn năng lượng nó ở trong cái tâm của nguồn năng lượng là cái này, mà ngay sát cái nguồn năng lượng nó lại bị lõm vào một vết khá sâu thì nó không hợp lý lắm. Thường thì nếu mình muốn cho lõm vào thì mình sẽ phải cho lõm dần dần, không nên để cho lõm hộp phát nó lõm nhiều như này. Nếu mà lõm sâu quá không hợp lý. Bây giờ cái khoảng spacing đây đang bị bằng nhau này, spacing ở đây đang bị bằng nhau này, mình phải đẩy nó ra, đẩy nó, ví dụ đây mình sẽ đẩy cho nó dày hơn tí. Dày hơn tí này, spacing không bằng nhau nữa.
này này cho bé này. Phần lõi cái phần lõi của nó đã bị cắt cụt đứt đoạn nhanh quá, ví dụ cái phần lõi của nó là phần này này đúng không, cái phần này chỉ là phần phụ thôi. Cái phần lõi của nó tự nhiên bị đứt ở đây hơi thô nên cho nó đứt từ từ như này thì nó sẽ cái đường hướng chuyển động nó sẽ đỡ bị cắt chéo. Ví dụ cái đường hướng chuyển động đang thẳng như này mà mình cắt một phát hơi đột ngột này, cắt này đột ngột quá, cắt hơi được hơi từ từ cắt treo chéo lên này thôi để cho cái đường hướng chuyển động vẫn được giữ nguyên theo cái đường chính. Nếu cái đường chính của mình là cái đường thẳng như này mà tự nhiên mình lại có một cái đường cắt nó hơi lật ra quá thì không ổn, cắt từ từ luôn. Từ từ đường đường cắt đột ngột quá. Này. Nhưng mà mình làm concept design set thì mình cũng nên chú ý theo hướng chuyển động của cái thằng nhân vật. Ví dụ con nhân vật character thì cái theo như phối cảnh đây nhìn thấy thì cái phần chân nó bị bóp lại, phần chân nó bị bóp lại thường là cái con này nó đi nó bật từ, có thể nó bật từ phần này bật từ điểm này nó bật ra đây, nhưng mà cái shape của em thì lại vẽ từ dưới này đi lên. Trong cái set này với cả con character này không ăn nhập gì với nhau rồi, không ăn nhập đi nào luôn. Người đi một đằng và effect đi một nẻo, trông nó không thì nó không có sự liên kết. Còn cái phần uốn éo thì có vẻ ok, uốn éo thì có vẻ không không vấn đề gì mấy. Rồi, phần lõm này phần lõm này như lên đệm thêm một lớp nữa vào trong như này thì sẽ hay hơn, tăng độ dày tăng độ dày lên, tăng độ dày của cái effect lên. Nếu như mà vẫn để nguyên tay của thằng này ở đây thì tốt, để nguyên tay, để nguyên được tay của nó ở đây thì tốt. Này không bám sát lắm. Ví dụ em hình dung nhé, em hình dung là có một cái tàu người ngoài hành tinh hình tròn. Cái tàu người ngoài hành tinh nó đang lao xuống trái đất. Trái đất đây. Nó đang lao về trái đất thì khi mà nó lao như vậy thì đằng sau nó có những cái vệt lửa này, có những tia lửa này, thì cái tia lửa đấy lúc nào cũng sẽ bám sát lên cái bề mặt của cái quả cái phi thuyền này, chứ nó không bao giờ nó bung ra ngoài to như vậy, không bao giờ bung ra ngoài to như này mà nó chỉ hơi bung ra hơi hơi bên ngoài thôi, nó không đến nỗi gọi là bung ra to như vậy. Thì cái tay của em cũng vậy, tay khi mà em cái tay em khi mà em đấm
Ném đấm thì tất cả cái năng lượng đấy nó từ cái phần mu bàn tay này nó di chuyển ra, nó di chuyển ra chứ nó không phải là nó không thể là mà nó bung to ra như vậy. Nếu như mà cường điệu lên thì cũng không 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 vấn đề gì cả. Nếu như mà cường điệu lên thì cũng không vấn đề gì, nó cũng có thể như này. Nhưng mà cái tốc độ của cái đòn đánh đấy nó thể hiện được bằng cách là cái phần chóp này nó có nhọn hay không. Đó. Nếu phần chóp này nó nhọn thì cái vật thể nó di chuyển nhanh. Đó. Di chuyển rất là nhanh. Còn nếu như mà cái nguồn năng lượng đấy mà nó bẹt quá, nó tròn quá thì cảm giác nó tốc độ đánh không được nhanh lắm. Đánh không được nhanh. Nó là tay. Vai. Cái vai này hướng tay này. Vai này hướng tay này. Thì cái tay của cái nắm đấm của nó là nó đi theo hướng này. Trong khi cái effect của em này nó đi theo hướng xuống. Nó không hợp lý. Action của con character là một kiểu mà effect đi một kiểu. Không ổn lắm. Xoay được thì tốt. Xoay cái đầu này lên trên này một tí rồi thì tốt. Như này. Xoay này đây. Mình phải hình dung là cái nắm đấm nó đang ở chỗ nào. Mình có thể vẽ bao quanh cái nắm đấm đi một tí. Như thế này. Thế như này. Nhưng mà em vẽ theo cái đường này rồi thì nó không không đẹp lắm. Nên sửa lấy một cái headset này sửa sửa cả đây là thôi. Anh góp ý vậy thôi, góp ý là nên nên phân tích cả cái đường hướng chuyển động của con character nữa, ví dụ như trong trong game cái ending của nó là như nào thì mình nên làm cái effect nó tôn trọng cái đường chuyển động của con character và nó đồng thời là nó bổ sung thêm cho cái con character đến một cái hiệu ứng gì đấy. Lấy ví dụ như trong game, ví dụ như là nó có cái effect là dash đi. Dash là nó từ điểm A đó. Và nó di chuyển rất là nhanh đến điểm B. Chuyển rất nhanh đến điểm B thì cái hướng di chuyển của nó mình có thể làm cái effect gọi là theo hướng ngang. Effect theo phương ngang. Còn nếu như mà nó di chuyển qua 3 điểm là ABC chẳng hạn. Nó blink qua 3 điểm ABC chẳng hạn thì mình lại làm cái effect từ điểm A đến điểm C, à từ điểm B đến điểm C. Effect theo đường thẳng tại vì nó di chuyển theo đường thẳng. Đó, cho nên cái effect, cái hướng chuyển động của effect đấy là mình phải làm sao để bổ sung thêm vào cái hiệu ứng của cái character đấy, làm sao cho nó mạnh hơn và nó thể hiện đúng tính chất của cái skill đấy của nó. Còn cái con này ví dụ như là con này có thể là nó bật từ một cái điểm nào đấy và nó tung đòn, đúng không? Thì cả cái đường chuyển động của nó là cái đường này, đúng không? Cái đường này thì cái đường chuyển động của effect của mình ấy, làm sao để bổ sung cho cái đường này chứ không phải là để đánh lại nó. Nhưng làm sao để bổ sung cho cái đường này chứ không phải để đánh lại nó. Cái đường này là đường chuyển động chính nhỉ, main action. Main action mình làm sao để support cho cái đường main action này. Thì ví dụ support cho cái đường main action này thì ví dụ như là cái effect đấy có thể là theo đường này. Theo đường này. Để nó bổ trợ cho cái đường main action hoặc là ví dụ theo đường bên dưới này, từ dưới lên này cũng được. Đó, phương án tốt nhất là theo đường này để bổ trợ cho cái đường main action này. Làm sao để tăng cái uy lực của cái đòn đánh lên. Đấy là nhiệm vụ của mình. Chứ nhiệm vụ của mình không phải là làm cái gì đấy nó thật là nguy hiểm, thật là hoành tráng, thật là to đùng lên, to đùng ngã ngửa lên che như con nhân vật thì là effect đẹp chứ không phải. Cái effect tốt không nhất thiết là cứ phải làm hoành tráng làm gì, tốt là nó thể hiện được đúng cái bản chất của cái skill của nó, đúng bản chất của nó và support hỗ trợ cho nó.
chứ không phải là để đánh lại nó nhé. Bài này thì anh gợi ý vậy thôi chứ cũng không mấy thời gian để sửa. Cứ làm thêm bài đi, nếu mà có thêm bài thì anh lại sửa tiếp.